Cả đời quanh quẩn xúc tu, thua le cũng chửi, đánh ngu vẫn khùn, viewer kéo đến ùn ùn, buông lời cay đắng chửi là một ngu. Bố mày anh, ngu thật. Anh Bố Khiên gọi mất chất đồng anh. Mấy hôm em bảo anh là anh ơi đi kéo tay dài anh Bố Khiên thử đi. Đây anh Bố Khiên đấy nhá. Đầu tiên mình có mắt cũng đẹp này. Bố Khiên vậy cũng còn giống là anh đấy. Anh chơi để win mà em chơi cái gì cần tiếp thu thì mình tiếp thu. Cộng E rồi. Anh Bố Khiên mà anh vẫn hoảng nhiều vậy. Đai luôn em, đai luôn em, đai được, cú quê to này, bay vô luôn em. Đây, anh đang ép, rồi. Mất rồi, mất hết rồi, à còn lát. Hay, ngon, nó mất hết lính là được em ạ. Thằng rồi nó không ra đâu, chạy về đi. Úi dồi, tội nó mất, ui. Nó mất nhiều cửa đẹp mà nó vẫn tạm gấp đôi anh thế. Anh đã xác định anh gặp tay dài thì anh phải đem cả di chuyển nữa anh hiểu không? Anh chỉ cần thủ được thôi. Em ơi, anh thủ đây, nãy giờ anh thủ như con chó thì tốt đây. Anh có dám lông ló cái đầu ra khỏi trụ đâu. Khổ quá, em tập trung giúp anh. Anh bị sai một cái lính cái là anh cũng hoảng thì cái quay đấy thì bắt buộc rồi. Nó đẩy xong rồi nó chạy ra cua, nó giúp cua, nó về thì nó đi lên nó mất lính mà, nó cũng đâu có lời hơn anh bao nhiêu đâu. Quay lại né đi con. Ra đây, đẩy xong rồi ra đây. Ôi, nó chạy nhanh thế, trông nó kiểu khó chịu thế nhở. Anh cứ đẩy cái quay cao thế nhỉ. Không phải. Anh vừa... Nó lên cái nào hoảng anh luôn á. Bảo rồi. Anh đừng có đẩy cái quay như thế, anh em bảo anh đánh thủ mà. Anh chuyên đẩy quay cao vậy chứ nó chẳng anh. Không phải tay hết anh em. Ôi da. Đấy, có rồi, em lên em canh một quả này. Câu không? Vậy một bê kép này về cũng chỉ sai sót. Cái nữa. Chơi. Anh đi với cái nên anh lên giáp anh chơi kiểu gì đây? Anh đang lên dở cái găng. Có farm được đéo đâu. 11 phút farm 4 mấy CS kìa, nó cam rồi. Hết mana luôn không? Mày khiên cái đéo gì khiên. Má từ mai đừng thằng nào bảo tao lên khiên nữa nhá. Kể cả thằng Thiện nhá. Mẹ con chó ngu này nó còn cam mình nữa chứ. Nó không có mắt đâu. Nó đâu có mắt đâu. Có lát nha, nó có lát đấy. Chấm lát ở đâu á? Thằng đấy nó ngu mà, nhưng có cái nó được dừng nó anh thôi. Thôi đừng tham mình nữa, nó có lát bên dưới bao lâu. Có đâu, tí nữa replay mà xem nó còn ấy. Đấy, anh đép không phải đi xuống đây, cứ nghe anh đi, bỏ qua thằng đấy đi. Tin anh một lần xem nào. xuống đây. Đây này, nó chuẩn bị xuống anh ấy, hai thằng lỡ ấy. Chạy lẹ đi, bỏ sói đi, nhanh lên. Thôi rồi, anh ra đây đánh nhau đi, đánh nhau với team này. Thế mình có mát có lại đâu mà đánh nhau với team thì anh cũng chịu luôn ý. Team nó hai cái TP mà có mát mà đánh nhau. À.
mất được một chấm kìa. Em ơi, tí này, anh mạnh lắm. Đây đây đây, lẹ, nó lên này. Lẹ luôn. Em ơi, lẹ lên, qua lẹ. Hộ thể lên đấy. Có thằng bò nhá. À, em tôi đéo tin tôi. Má. Thằng bò nó cả nghiêm lên kiểu gì? Đấm thằng bò luôn, đấm luôn. Mẹ không còn cái gì để mất đâu em. Ui, đông nhảy. Đây, anh đang ngồi đây. Hay. Rớt hết. Ui. Rờ anh đâu? Anh rờ góc đấy đẹp nhất từ ở đây. Anh rờ đoạn ngày này, bắt thằng kia, bắt thằng John sớm là ngon rồi. À, bảo tin anh qua sớm đi, còn ăn con Red lề mề qua sút nó lại ngược lại là ăn nó là ngon rồi. Thằng bò nó cả mà em đâu biết kết quả đâu. Mẹ con bắt đẹp vậy mà. Mà có rờ đâu, chắc luôn rồi. Thì anh rờ anh cấu máu thằng John nó còn chấm đó. Lùi nhá, đừng có đẩy sâu nhá, hoảng chó đấy. Anh bỏ. Cố lên. Chạy lên top chứ. Hay. Chạy đi em, anh đứng sau à. Một mạng đầu tiên. Con mẹ mày nãy mày bắn tao. Anh bỏ, nó không có ấy này. Đây rồi. Em ơi, thằng kia kìa em. Thằng rừng nó kìa em. Em ơi, thằng rừng nó một chấm kìa. Em cảm thấy cái nền chứ. Đừng mất anh ít thì sao được. Mùi đi. Quảng khó luôn. Đêm sau canh tốt cho anh tí được không? Đi kèo tay dài. Anh đã chốt mua khiên rồi thì em phải đem cả dịch chuyển thì em mới thủ được. Cái vấn đề là không thủ được đâu. Nó lên nó đai thì cũng vậy. Không có có khiên còn... tay dài nó thua. Không phải là thua mà là cái thằng rừng nó lên mấy phát luôn mà. Nó lên anh 3-4 phát luôn. Anh đi tay dài sao anh đỡ được. Với cả là cái pha ở chỗ con Zed ấy. Anh bảo em, anh kêu là lẹ lên em cứ đứng em ăn bằng được con Red thì thôi, trong khi thằng John nó ở đấy húc nó ngon chết đi được thì không ăn. Cái sau bắt đầu thằng John với thằng dựa thằng top nó combo cùng một nhịp luôn, nó thằng top nó flash vào R xong thằng John nó R 3 cái chết luôn cả ba thằng. Đừng có phân tích cái đoạn về sau cái thì hiểu. bây giờ anh nói với em nhá, đi game mà anh chỉ cần hòa được là game nó dễ. Nhưng mà bây giờ em có ganh cho anh được cái nào đâu, chả ganh được cái nào. Em lên em vét được đúng một mạng, em vét được đúng mạng sắt đào. Hiểu nhỉ. Anh hiểu là anh ôm vãi cả lều ra. Nhưng mà bây giờ ôm nó đai đồ các kiểu, nó chặn đầu, nó chặn lính, lúc bụi cỏ nó chặn. Chung quy thì bây giờ game sau em... Nó nên là em khó ganh cho anh được. Cái thế lính của anh nó không set up cho em ganh được. Em cứ toàn lính đẩy trụ nếu em... ít máu hơn nhưng mà em... Anh cứ kiểu phải level 6 thì mới ganh được cho anh thôi. Chung quy là em đừng có sợ, em cứ lên đi xem có chết đâu. Đầu game một quay lính đẩy vào anh chết em có mạng đây. Em nhớ cái quay em lên em có mạng không, nhưng mà anh chẳng có cái gì cả, anh không có lời, em hiểu không? Rồi về anh còn bị nó lên nó ganh ngược cho 2-3 phát liên tiếp luôn. Bây giờ em đánh bot thì nó đánh tốt thôi. Thì em phải lên em gỡ cho anh một tí chứ. Chịu, em không ganh được cho anh ấy. Anh gặp tay dài anh toàn bị nó rỉa máu rồi, chứ rừng nó chả đai. Thì rỉa máu là bắt buộc, em hiểu không? Nó là bắt buộc. Bây giờ mình hit lính thì bắt buộc nó phải ném được cho mình 1 kill 2 kill. Bây giờ anh nghe em này, kéo tay ngắn em kệ anh đánh thế nào cũng được, được không? Kéo tay dài anh đem cho em cái ngọn gió thứ hai với cái khiên. Cái chính là bây giờ thủ thôi, anh chỉ cần thủ thôi. Sao em không đi top bao? Bây giờ em đi top đi anh mít. Em thử đi. Em đi top em cầm mấy con tay ngắn thì tí em gặp tay dài rồi em thủ giúp anh cái. Nói chuyện nó ngang nhỉ. Vậy chẳng lẽ bây giờ chơi game cứ gặp tay dài trên top là win game đấy? Không, cái vấn đề là hồi nãy team out đều thì không nói làm gì. Em nói cho anh cái vấn đề này, cái vấn đề là anh đánh top thì nó cũng không được như bình thường. Vô địch ở tay ngắn nhưng mà anh lại óc chó ở tay dài. Nhưng mà nó cam anh, em hiểu không? Nó đã có lợi thế xong nó cam anh bây giờ ngang như con cua ấy thể luôn ấy. Bây giờ vấn đề là anh cần. Bây giờ vấn đề anh cần một cái duy nhất, đó là game sau em cover anh một chút, ok không?
Anh chỉ cần thế thôi. Không ra cái vấn đề là máu anh bị nó rỉa thì rừng nó sẽ cam, còn anh đéo thì không nó không nó ở tình trạng là đầy cây không có. Anh thủ được đến đi vừa 6 thì em ganh nó còn được. Toàn cấp 2, cấp 3 xong rồi máu anh toàn một vạch lúc nào nhìn lên. Làm gì mà một vạch, làm gì có. Anh ôm chết mẹ được. Mà kể cả em ganh anh xong nhá. Em ganh anh xong xong rồi lính nó cũng xấu cơ. Thì bây giờ game sau phụ anh một tí được chưa? Em phụ anh hỏng boss. Thì bây giờ em ganh cái boss cũng có được đâu. Em ganh được cái boss tí nữa vào đầu xong rồi thằng mid nó xanh nó làm lại hết cái game luôn. Xong rồi bắt đầu thằng top với thằng rừng nó xanh nó làm lại hết cái game luôn. Thì cũng như nhau. Đúng không? Nó như của ấy thì bây giờ nó chỉ cần nhỉnh hơn một tí thôi, kể cả anh là có ôm đi chăng nữa thì vào combat anh cũng chỉ gọi là tanh được thôi chứ anh cũng có đam đâu. Em thấy hồi nãy anh đóng mắc thanh đấy, nói chuyện với anh nó cũng ngang thì đéo nào. Vậy thì em hỏi anh sao mặc định anh chơi game anh gặp tay dài anh lại thua, mà trong khi anh đánh tay cái dài hay tay ngắn thì anh đều dừng nó ganh rồi, chơi game thì dừng nó trả về ganh. Nhưng mà em không nên bỏ top như vậy, em hiểu không? Mình không nên bỏ top như thế, mình bắt buộc là mình phải gọi là cũng phải ngó lên top một tí đi, vác cái đầu lên chứ đừng có kiểu như thế là vác cái mồm lên thôi, hiểu không? Cứ anh cứ thủ đi rồi xong nó vào cái thế đai rồi bắt anh thủ. Ủa chơi game cứ bắt thủ. Bố mang dịch chuyển đi. Dịch chuyển thì cũng cút, em hiểu không? Em hỏi anh bây giờ sao lại cút? Bây giờ đai anh được một mạng. Bây giờ đây anh nghe em đấy. Anh nghe em đấy, lên cái khiên đấy. Lên em kêu là bây giờ anh cứ tin em một lần đi, anh đem ngọn gió thứ hai, nếu mà gặp tay dài anh đem ngọn gió thứ hai. Xong rồi em mang cái hồi máu cái nhánh cuối cùng cái. Rồi anh biết. Rồi. Anh mua khiên anh đem dịch chuyển cho em. Rồi. Anh đánh thủ cho em. Được không? Thì hồi nãy game nãy anh cũng đánh thủ mà, anh có đánh cái đâu. Ông thủ mà không đem dịch chuyển ông mất hết lính, ông bị out cấp.